Làm dầu dừa cực kỳ đơn giản, chắc là có nhiều bạn chưa biết cách làm dầu dừa đâu ha. Bạn nào chưa biết cách làm dầu dừa thì bữa nay coi video Dung chỉ với bạn làm nha. Có thể mấy bạn chưa biết dầu dừa là được nấu từ cái nước cốt dừa. Cái bịch dừa khô này Dung đem ra tiệm cho người ta nạo giùm, chứ ở nhà nạo mà hết bọc này chắc rớt cái nách ra luôn. Dừa khô mà mấy bà để cho lên mọng luôn thì sẽ làm ra nhiều dầu dừa hơn. Mình để ít nước thôi để lúc mình vắt nó sẽ ra cái nước cốt dừa nó đậm đặc. Làm như vậy lúc mình nấu để nó thành cái tinh dầu dừa nó sẽ đỡ mất thời gian của mình hơn. Lúc nấu dầu dừa mấy bà nhớ lấy cái thạng cái giá gì đó đảo đều như tôi vậy nè, để nó bị lắng với giá đáy nồi là bị khét đó. Cái này là Dung nấu được khoảng tầm 20 phút rồi nè. Phút này là mấy bà bắt đầu thấy được có dầu dừa rồi. Còn đây là sau 10 phút mà Dung nấu ở trên bếp, dầu nó bắt đầu ra nhiều hơn. Nấu thêm khoảng tầm 10 phút nữa mấy bà thấy cái cốt dừa nè nó vàng như thế này là được rồi nha. Phút này mấy bà tắt bếp để nguội đi, xong rồi lọc lại lấy cái tinh dầu dừa. Dầu dừa này có nhiều công dụng lắm mấy bà, để dưỡng tóc, dưỡng mi, dưỡng môi rồi đều được hết. Bạn nào ở nhà rảnh rảnh lấy nước cốt dừa nấu một hũ nhỏ thôi là đủ xài rồi, rất là tốt luôn.